Ba thiếu nhi bị đuối nước thuộc giáo xứ Trà Lũ, giáo phận Bùi Chu, địa chỉ xóm 4, xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Xin Đức Mẹ gìn giữ toàn thể các gia đình trong giáo xứ Trà Lũ chúng con qua nay. Giáo xứ chúng con xảy ra biến cố ba em thiếu nhi bị đuối nước. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho ba em thiếu nhi Maria Đào Thị Ngọc Yến, Maria Trần Thị Phương Thảo, Maria Trần Thị Bích Ngọc. Cả ba cháu đều là thiếu nhi thuộc giáo xứ Trà Lũ, giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định. Trưa ngày 12 tháng 5, một nhóm học sinh lớp 7 gồm 18 em ra khu vực biển ở cống số 8, xã Giao Long để tắm, thì bất ngờ 5 em bị sóng cuốn, là địa bàn giáp ranh giữa xã Giao Long và Bạch Long, huyện Giao Thủy, Nam Định. Tuy nhiên, trong lúc tắm, 5 học sinh bị sóng biển cuốn trôi, hai cháu may mắn được cứu vớt kịp thời, còn ba cháu khác mất tích. Sau đó, một em sức khỏe yếu được chuyển lên bệnh viện tỉnh Nam Định để điều trị. Em còn lại sức khỏe tốt hơn nên gia đình đã xin về. Còn ba em thiếu nhi bị sóng cuốn trôi ra xa. Ngay sau khi nhận được thông tin, các cấp chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt và tìm kiếm các em mất tích. Hiện công tác tìm kiếm đang được tích cực triển khai. Hiện vùng biển địa phương đang có sóng, gió nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương đang lên phương án để tìm các học sinh gặp nạn thâu đêm. Đến trưa ngày 14 tháng 5 thì cháu thứ ba mới được tìm thấy. Vậy là cả ba cháu đã được về với người thân và giáo xứ đang ngóng chờ. Hiện nay ba cháu đã về bên gia đình rồi. Một lần nữa, đại diện cho ba gia đình xin trân trọng cảm ơn các anh, các đồng chí đại diện cho các cấp, các ngành, các đoàn thể. Chúc các anh mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin cộng đoàn hợp ý cầu nguyện cho các em. Xin Chúa mở lòng từ bi sớm đón nhận các em vào nước thiên đàng. Cảm ơn tất cả bà con không cùng tôn giáo, tất cả anh chị em trong toàn quốc đã và đang theo dõi động viên gia đình. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí thuyền viên đã nhiệt tình không quản ngại sóng to gió lớn đi tìm các cháu, các bác, các anh, các chị ngư dân sở tại. Cảm ơn tất cả các đồng chí lãnh đạo các cấp đã hợp một quần thể chung sức, chung lòng đi tìm các cháu.